7 dấu hiệu các bạn có một cái tổn thương tâm lý. Các bạn luôn muốn kiểm soát tất cả mọi việc một cách chỉnh chu và rất chi tiết, và mỗi lần có một cái việc gì đó rớt ra ngoài cái mong đợi và kế hoạch của mình, các bạn sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí rất dễ mất bình tĩnh. Có trải qua cảm giác này không? Có quen ai giống vậy không? Dấu hiệu số 3, các bạn có một nỗi sợ đặc biệt lớn với thất bại. Ngày chúng ta còn nhỏ, mỗi lần mình đi học về mà mang một cái điểm 7 trở về nhà là bà má mình sẽ hỏi là mày làm sai ba câu nào, sao mà bị trừ điểm, sai chỗ nào. Bà ta quên khen con của mình là con ơi, con giỏi lắm, con làm đúng được 7 câu kia rồi kìa. Và anh nghĩ cái thói quen đó trong cách giáo dục, cách nuôi dạy chúng ta, trong trường lớp, trong gia đình, làm cho những đứa trẻ lớn lên có một nỗi sợ rất lớn với việc làm sai, với thất bại, với sự chỉ trích. Và nỗi sợ đó hủy hoại cái cơ hội thành công của họ trong tương lai. Họ luôn có một cảm giác là mình không xứng đáng được hỗ trợ, mình là sự phiền toái của người khác. Thậm chí họ tin là bản thân của mình có giá trị rất là thấp. Đây là biểu hiện gắn liền với những tổn thương tâm lý khi còn bé, liên tục bị từ chối, hình thành nên một cái tính cách của một người có sự tự tôn thấp. Biểu hiện số 6, các bạn có thể rất dễ dàng đon đả, tươi cười, nhiệt tình với người ngoài, nhưng rất dễ nổi nóng, mất bình tĩnh, đặc biệt với người thân của mình. Có không? Đến một lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra là những người có xu hướng hay gây tổn thương cho người khác là những người đang có những tổn thương chưa được chữa lành. Họ cố gồng lên để chứng tỏ là mình ổn, mình ok. Tới lúc họ chịu hết nổi rồi, dốc hết tất cả cái sự đau đớn của mình cho những người gần họ nhất. Các bạn sẽ nhận ra là việc chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và chữa lành được tổn thương cho mình, thực chất các bạn đang chữa lành cho những tổn thương cho tất cả những thế hệ tương lai của mình.